Tàu đã chạy được một đoạn xa rồi các bạn ơi. Biển mênh mông quá. Xung quanh nhiều người ngồi ở trên tầng, xong rồi lạnh quá, gió quá phải chui xuống dưới. Sự lựa chọn của mình vẫn là đúng đắn nhất nhất nhất. Đó, mọi người đang đi xuống từ trên lầu. Điểm dừng thứ nhất của tour này là một cái bãi nước rất là trong và không có sóng các bạn. Nhưng mà thời điểm mình đi là thời điểm vào tháng 4, cho nên là ở đây vẫn còn là mùa xuân, nước khá là lạnh, nên là cũng không có nhiều người xuống tắm đâu. Chỉ có một số người rất là dũng cảm mới nhảy xuống. Tàu đã dừng ở đây và để cho mọi người xuống dưới này bơi. Nhưng mà nước rất là lạnh, mọi người xung quanh không có ai dám xuống. Wow, có một cô này nhảy xuống. Mình không biết bơi, trời ơi, tưởng là cái bãi thì có thể xuống được mà như thế này chịu. Ở trên tàu thì họ bán toàn là khoai tây chiên với lại các cái thức uống smoothie thôi. Mình có mang trái cây đi này. Quả này rất là ngon, nó giống như kiểu quả lê nhưng mà cũng không phải là quả lê. Ăn rất là giòn, thơm, chua chua ngọt ngọt. Mình thì chỉ thích những cái quả gì mà có vị chua chua ngọt ngọt thôi. Và mình mang cái quả này đi nữa. Quả này ăn rất giống quả đào, nhưng mà nó không phải là quả đào. Mình có hỏi nhưng người ta bảo không phải là quả đào. Nó nhỏ hơn. Ăn rất là giòn, cái này mà có muối ớt chấm thì thôi rồi. Quả này cũng rất là đắt, đầu mùa là tính ra là 100 lira một ký các bạn. Nhưng mà mình rất là nghiện cái quả này nên là ngày nào mình cũng ăn cái quả này. Trái cây ngọt thì mình thích, mình không có ăn. Tàu bắt đầu lại di chuyển rồi, bởi vì là lạnh quá rất ít người tắm được, thì nó sẽ đi di chuyển sang cái bãi khác. Mọi người đang xếp hàng để lấy đồ ăn trưa đấy các bạn. Giá tour bao gồm bữa ăn trưa không kèm thức uống các bạn. Đây là món ăn trưa có cơm, bánh mì và cá chiên tẩm bột các bạn. Em bé này đang bị say sóng nên là không có ăn được. Sau khi ăn trưa xong thì họ sẽ dừng tàu và đổi cho tất cả mọi người chuyển sang các cái loại tàu nhỏ hơn. Họ sẽ đưa tới bãi biển Rùa. Và đây chính là bãi biển Rùa các bạn. Nhưng mà khi mình đi ra đây thì mình cũng không có nhìn thấy chú rùa nào cả. Có lẽ là bởi vì cái hôm mình đi là sóng quá lớn, gió cũng mạnh nữa. Cho nên là thực sự là ở đây vào cái thời điểm này cũng khá là mệt. Cây cối không có, xung quanh không có gì cả. Nhưng mà được cái là nước biển rất là trong và sạch. Nếu như mà đi vào những cái thời điểm mà nắng ấm mùa hè ấy các bạn, và biển không bị động ấy, thì tắm ở đây sẽ rất là thích. Tour họ sẽ dừng ở đây trong khoảng 1 giờ để cho các bạn chơi thôi. Sau đó họ sẽ đưa mình đi tới vùng Dalian. Đó là một cái vùng rất là đẹp. Ở đây có những lăng mộ Carnot rất là đẹp, được xây dựng vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Và đây chính là lăng mộ của các vị vua của Carnot hay là của Dalian. Trước mặt chúng ta đó là những lăng mộ bằng đá đó các bạn. Mỗi một cái lăng mộ thì sẽ có 3 chiếc giường đá và trên đó sẽ đặt xác người chết. Đây cũng là một di tích đã được UNESCO công nhận đó các bạn. Nhưng mà thật sự là đáng tiếc vì là chỉ có được xem ở bên ngoài như thế này thôi, chứ không được vào bên trong. Điểm tiếp theo của hành trình đó là nơi tắm khoáng các bạn. Đây là tất cả mọi người trong đoàn của mình đấy. Có mỗi mình là người châu Á thôi. Hầu như họ cũng là du khách nước ngoài từ châu Âu, từ Mỹ, từ Anh, từ Nga. Giá tour mình mua là 400 lira, tính ra là khoảng 600.000 tiền Việt Nam cho một ngày tour bao gồm ăn trưa. Khi ra đảo Rùa thì không có thấy rùa, nhưng mà tới đây thì có một bản là như thế.
Và như mình thấy thì rùa núi ở Thổ Nhĩ Kỳ rất là nhiều luôn các bạn. Đây là hồ tắm nước khoáng nóng. Mình thì không có tắm bùn bởi vì khu tắm bùn ở đây là họ tắm chung hết. Cho nên là mình đã tranh thủ tắm khoáng nóng trước. Sau đó là mình đi lên tráng nước ngọt rồi đi ra ngoài uống nước thôi. Còn như mọi người, tất cả người ta đều tắm bùn như thế này ha. Sau đó người ta đứng phơi nắng một thời gian rồi bắt đầu người ta rửa sạch. Rồi sau đó họ mới đi tắm nước khoáng nóng. Rồi lại tráng thêm một lần nữa rồi đi ra về. Thực sự là cảnh sắc sông nước núi non rất là đẹp các bạn. Nhưng mà thực ra đối với mình thì mình thấy cái tour này thời gian mà đi ở trên tàu khá là dài. Khoảng tầm hơn 3 tiếng đồng hồ để đi ra rồi cũng khoảng tầm thời gian đó để đi vào bờ nữa các bạn. Nhưng mà sức khỏe phải tốt nha các bạn, bởi vì là đi tàu rất là dễ bị say sóng. Và đặc biệt ngày của mình đi biển động khá lớn. Đặc biệt là khoảng thời gian lúc về, biển động dữ dội luôn các bạn. Và từ tàu nhỏ họ sẽ đưa bạn trở lại tàu to để quay trở về đất liền. Và lúc quay trở về thì họ đã mở nhạc sàn để cho mọi người cùng nhảy. Thôi ai thích mua bia mua rượu uống thì mua. Không khí cực kỳ là sôi động các bạn. Và hành trình tour một ngày kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các phần tiếp theo.